Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với video số 2 của chuyên mục Q&A. Thì sau khi cái video đầu tiên lên sóng thì mình có nhận được rất nhiều những cái câu hỏi, những cái bình luận ở phía dưới video đó. Thì đa số mình đã trả lời riêng từng bình luận rồi. Nhưng mà hôm nay mình chọn ra 6 câu hỏi khá là hay và mình sẽ trả lời các bạn cụ thể trong cái video lần này. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 1 của bạn Phạm Minh Hiếu, đó là: anh Kiên ơi, cho em hỏi nước hoa có mùi hương thuốc lá là như thế nào và mùi nó cụ thể liên tưởng như nào, nó có phong cách như nào đối với phái mạnh, và anh có thể cho em xin một vài chai có mùi như vậy mà chất lượng nhất không ạ? Em xin cảm ơn. Thì đầu tiên bạn nên xem qua cái video mình review chai Dolce & Gabbana The One phiên bản EDP. Thì ở đấy mình cũng đã nói về nốt hương thuốc lá ở trong nước hoa, thì mình sẽ để link như này nếu như bạn chưa xem. Thì mình cũng sẽ trả lời từng ý cho bạn, đó là thuốc lá ở trong nước hoa nó khác hoàn toàn với thuốc lá ở ngoài đời mà bạn ngửi. Ở ngoài đời ấy, thì chủ yếu là bạn ngửi cái mùi hương thuốc lá, đó là mùi đã qua sử dụng, nó đã đốt lên rồi và mùi nó rất là hôi và khó chịu. Thì ở trong nước hoa thì các bạn chỉ cần hình dung nó là mùi của những thuốc lá tươi, của những thuốc lá khô đó chưa qua sử dụng, hay những điếu xì gà đấy. Thì ở đấy, đó là mùi của thuốc lá mà bạn dễ hình dung nhất. Và có cái câu hỏi là phong cách của nó như nào, ảnh hưởng như nào đối với phái nam. Thì nó còn tùy thuộc vào cái mùi, cái chai nước hoa đó mang cái mùi hương như thế nào. Tại vì có những chai nước hoa như là Dolce & Gabbana The One, nó lại là mùi thuốc lá ngọt. Có những chai nước hoa thuốc lá như là Burberry London mà mình đã từng review, nó lại là mùi hoa thuốc lá, nó là mùi thuốc lá rất là thật, rất là dễ chịu. Thì có những cái mùi hương thuốc lá như là Tabac Tabu đấy, đó cũng là mùi hương thuốc lá, nhưng mà nó mỗi một mùi hương nó lại phát triển theo một cách khác nhau và nó mang đến hình ảnh những người đàn ông hoàn toàn khác nhau. Thì mình thấy rằng mùi hương thuốc lá nó chủ yếu là nó phản ánh những cái hình ảnh của một người đàn ông gọi là trưởng thành, chững chạc và có chút gì đó hơi kiểu phong trần. Cái ý cuối cùng của bạn là anh có thể cho em một vài mùi hương thuốc lá chất lượng không? Thì bạn có thể tham khảo qua top 5 chai nước hoa thuốc lá designer mà mình đã từng làm review, thì mình cũng sẽ để link ở trên này. Ngoài ra thì còn rất nhiều mùi hương thuốc lá khác như là Tobacco Vanille này, như là Tabac Tabu này, như là Perfume de Mali của Herod này, rất nhiều mùi hương mà bạn có thể thử qua. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi số 2 của bạn Vinh Nguyễn, đó là: em nghĩ anh nên làm chuyên đề về phong cách ăn mặc và sử dụng nước hoa cho phù hợp đi ạ. Có thể thì anh làm về test mùi với mọi người, so sánh mùi hương và độ tỏa hương trong bao lâu về skin scent. Ok, thì mình trả lời câu hỏi này, đó là thực ra là anh cũng đã muốn làm nước hoa, làm chuyên đề nước hoa theo cách ăn mặc. Có thể là những cách ăn mặc như ở làm công sở này, thường phải mặc những cái bộ sơ mi quần âu, những chiếc áo vest này, rồi hoặc là bạn có thể mặc những cái phong cách nó thể thao như là quần sneaker, như là giày sneaker này, quần bò này, áo phông này, hay là những cái kiểu bụi bặm hơn là áo da, chiếc đi kiểu xe phân khối lớn. Nhưng mà tại vì bạn nhìn đấy, ở cái phòng mình nó cũng khá là chật, nên là mình muốn rằng là khi làm thì mình có thể mặc những cái bộ đồ đó để cho các bạn dễ hình dung, dễ tưởng tượng hơn. Chứ mình không muốn là ngồi đây chật nhầy, rất là khó quay. Nên là sau này nếu mà mình cải thiện được cái vấn đề về cái background quay này thì mình cũng sẽ làm video kiểu đấy cho các bạn. Và ý thứ hai là có thể thì anh làm test mùi so với so sánh mùi hương khác. Thì thực ra thì anh cũng có rất nhiều video về cái phỏng vấn, cái cảm nhận cá nhân của mọi người về những cái mùi hương rồi. Nếu như em chưa xem thì em có thể xem ở chuyên mục phỏng vấn thực tế. Và cái vấn đề em nói rằng là test về độ tỏa hương bao lâu thì về skin scent này nó rất là khó. Tại vì thứ nhất em phải biết là xịt trên da và trên giấy thì nó cũng đã khác nhau rồi. Và trên da từng người thì nó cũng càng khác nhau. Và chúng ta không thể nào bảo bạn ý là bạn ngồi đây chờ khi nào skin scent nó có bao lâu thì nó sẽ thành skin scent. Nên là cái vấn đề này thì nó hơi khó và nó hơi chung chung, nên là mình sẽ không làm những cái video kiểu đấy. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Ken Chay. Bạn hỏi rằng là em muốn hỏi nước hoa dạng chấm hay dạng lăn tốt hơn. Thì đầu tiên anh muốn hỏi em là nếu mà nước hoa dạng chấm thì có phải là những cái mini, những cái chai mini nhỏ nhỏ của này không có dạng xịt đâu, hay là những cái chai mà dung tích 250ml, 500ml của rất nhiều nhà nước hoa đúng không? Còn nếu như đúng là loại này nhá, thì
Anh phải nói rằng là đây là những loại thử mùi, còn đây là còn những loại mà size to là họ mua vì giá nó sẽ rẻ và họ sẽ chiết ra những cái chai dạng xịt để cho họ mang đi cho nó tiện. Đó. Còn tại sao anh nói rằng là chỉ để thử mùi thôi, không nên sử dụng? Tại vì khi em sử dụng cái loại nước hoa này thì em phải chấm lên tay. Thứ nhất là nó rất khó để sử dụng mà nó sẽ bị chảy. Nó không có độ phủ một cái lớp xương như là cái vòi xịt chẳng hạn. Nó không có độ phủ lên da thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến mùi hương, nó sẽ làm ảnh hưởng đến độ lưu hương của chai nước hoa. Vì thế là anh nghĩ rằng là em không nên sử dụng những cái loại chấm như này. Còn nếu về em hỏi về dạng lăn thì dạng lăn nó có những cái mặt tốt và những cái mặt không tốt, nó tùy thuộc vào cái mục đích mà em sử dụng. Thì đầu tiên về cái dạng lăn thì em phải hiểu rằng là nước hoa dạng lăn thì nó không sử dụng cồn mà họ sẽ sử dụng dầu thực vật để làm dung môi, để pha chế mùi hương. Và vì thế nó sẽ phù hợp với những bạn mà có da mỏng, da nhạy cảm, dễ kích ứng với cồn thì họ sẽ sử dụng dạng đó. Và cái thứ hai đó là nước hoa dạng lăn nó sẽ phù hợp với những bạn mà phải thường xuyên phải sử dụng nước hoa mà họ ngại cái vấn đề là xịt ở giữa đám đông sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Thì đó là những cái mặt lợi của nước hoa dạng lăn. Còn nếu như nói về những cái mặt hại, mặt không tốt của nước hoa dạng lăn thì nước hoa dạng lăn thì do nó không có cồn mà nó dung môi là dầu thực vật thôi thì nó, cái độ tỏa hương của nó cũng có phần kém hơn so với nước hoa dạng xịt. Và về cái độ lưu hương thì anh chưa thấy, anh thường thấy rằng là nó, nhiều người nói là nó tốt hơn, tại vì anh chưa dùng nước hoa dạng lăn bao giờ, anh có đọc và nghiên cứu là như thế. Và cái thứ hai đó là nước hoa dạng lăn thì cái việc tìm kiếm trên thị trường và mua thì nó khá là khó. Đó là những cái yếu tố về mặt lợi và mặt hại của dạng nước hoa dạng lăn này, và em nên cân nhắc. Còn anh thì anh vẫn thích nước hoa dạng xịt hơn. Chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi của bạn Phát Vĩnh. Bạn hỏi rằng theo anh xài nước hoa nên có một chai signature scent hay không, và signature scent của anh là gì? Cảm ơn anh, thì anh cũng cảm ơn em. Thì theo anh nghĩ rằng chúng ta ai cũng nên có một cái mùi hương riêng. Thực ra thì không phải là một chai, mà anh nghĩ rằng chúng ta nên có những cái nốt hương, những cái nhóm hương mà mình yêu thích. Như anh đây thì anh có một cái mùi hương, đó là anh thích những cái nhóm hương citrus, nhưng mà không phải tất cả những chai nước hoa thuộc cái nhóm hương citrus này thì anh đều thích, mà có chai thì anh thích, có chai anh không. Và có những cái nhóm hương thì anh cũng thích một vài chai, nhưng mà anh thiên về cái nốt hương citrus hơn. Thì anh làm những cái video như này, anh rất mong là mọi người có thể xem và mọi người lựa chọn được những cái mùi hương nó phù hợp. Và sau khi sở hữu khoảng tầm 5-10 mùi hương thì các bạn sẽ tìm được một cái mùi hương, gọi là một cái nhóm nốt hương, một cái nhóm hương riêng của bạn, và tìm ra những cái chai nước hoa mà khi người khác ngửi, người ta sẽ biết rằng bạn đó. Và anh nghĩ rằng mỗi người đều nên có một chai nước hoa thể hiện cái cá tính của riêng mình, và nên có những cái nhóm hương và những cái nốt hương mà các bạn yêu thích, để các bạn có thể dễ mua và dễ lựa chọn hơn trong việc mua những chai nước hoa sau này. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi của bạn Thanh Duyên, đó là: anh Kiên ơi, anh đã ngửi qua chai Club de Nuit Woman chưa ạ? Nghe nói chai này là bản clone của chai Chanel Marmoset huyền thoại. Mùi có giống nhau nhiều không? Và nếu được thì anh làm video so sánh. Rất cảm ơn và mong kênh anh phát triển. Anh cảm ơn cái việc lời chúc của em. Thì đầu tiên đó là anh đã ngửi qua chai Club de Nuit Woman này rồi. Và nếu như em theo dõi kênh của bạn Titalia ấy, thì anh đã có một cái video collab giữa hai bạn với nhau, giữa anh và bạn Italia với nhau, và bạn ấy có cho anh ngửi chai Chanel Marmoset này, chai Club de Nuit Woman này. Thì anh thấy rằng cái mùi hương của chai Club de Nuit Woman này nó là một cái lựa chọn khá là tốt. Tại vì thứ nhất là về giá, nó rẻ hơn cái chai nước hoa Chanel Marmoset kia khá là nhiều. Và cái thứ hai là mùi hương của nó có phần trẻ trung, có phần dễ ngửi hơn. Đó nên là anh nghĩ rằng là nếu như em chưa đủ tài chính để mua chai Chanel Marmoset huyền thoại kia thì em mua cái bản Club de Nuit Woman này, nó khá là tốt. Còn về độ lưu hương thì anh cũng chưa có để test, hôm đấy chỉ ngửi trên giấy thôi. Và nếu như có dịp thì anh sẽ làm hẳn một cái video review về em này để cho vào cái chuyên mục nước hoa clone nhá. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Huy Nguyễn. Bạn hỏi rằng là Light Blue phiên bản Intense và Alu Home Support phiên bản Extreme thì con nào ổn áp hơn và xài mùa hè tốt hơn? Thì với mình, hai chai nước hoa này nó đều khá là đa dụng.
và các bạn có thể xài cả hè, cả đông, quanh năm suốt tháng cũng khá là ok. Nhưng để mà nói, để lựa chọn ra một chai xài hè mà nó thực sự là hợp lý và nó an toàn, thì mình nghĩ rằng bạn nên lựa chọn chai Light Blue phiên bản hình then. Tại vì nếu như bạn ở ngoài Bắc nhá, đây là mình phân chia luôn, nếu như bạn ở ngoài Bắc thì lựa chọn Light Blue phiên bản hình then nó khá là ok. Tại vì ngoài Bắc này có những hôm ngày hè nó lên đến tầm hơn 40 độ ngoài trời, và nó không có những cái thời tiết như là mưa buổi chiều tối mát mẻ như là ở Đà Lạt hay là như là ở trong Sài Gòn đâu. Nên là lựa chọn Light Blue phiên bản hình then là một cái lựa chọn vô cùng là hợp lý. Bạn có thể sử dụng cái mùi hương này từ đi làm, đi chơi, đi hẹn hò, nó rất là mát mẻ, rất là dễ chịu, mùi hương rất là an toàn. Còn nếu như bạn ở trong Sài Gòn hoặc là bạn ở ngoài Hà Nội mà bạn cần một cái mùi hương sử dụng hè, nhưng mà bạn sử dụng vào những buổi tối thôi đó, hay là những ngày trời chẳng may mưa chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng là lựa chọn Alu Home Sport nó là một lựa chọn tốt hơn. Tại vì mình đánh giá cao về cái mùi hương của Alu Home Sport, về cái mặt, về cái tính chất của, về cái gọi là cái vai mùi hương của nó làm tốt hơn, nhưng nó không đơn giản như cái mùi hương của Intense đó. Nên là bạn cân nhắc lựa chọn, nếu như bạn ở Hà Nội thì mình nghĩ rằng mua Light Blue Intense. Còn nếu như bạn ở trong Sài Gòn mà bạn muốn một cái mùi hương nó đặc biệt, nó không đơn giản như cái phiên bản Light Blue Intense kia, thì bạn lựa chọn Blue Home Sport và Extreme. Còn nếu như có tiền thì mua cả hai cái mảng được, xài hè đổi gió. Ok. Và đó là 6 câu hỏi trong video số 2 này. Nếu như các bạn có những thắc mắc nào hay những câu hỏi nào thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới video này, hoặc bất kể một cái video nào bạn xem, thì mình sẽ trả lời cho các bạn nhanh nhất, sớm nhất và nó chuẩn nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Bye bye.